Xin chào tất cả mọi người. Em là Phạm Xuân Mạnh, cầu thủ của câu lạc bộ bóng đá Sông Lam Nghệ An. Thì bước sang năm mới, mình xin chúc toàn thể nhân dân Việt Nam cùng nói chung và người Nghệ An nói riêng, chúc mọi người có một năm mới an khang thịnh vượng, sức khỏe dồi dào, rồi là may mắn, thành công hơn nữa trong cuộc sống và phát triển hơn.